quyết tự tin tỏa sáng. Tập trước, các thí sinh đã được nhận nhiệm vụ tuần chính thức từ huấn luyện viên DJ vui tính năng động. Gặp lại huấn luyện viên Henry cho tiết học tổng kết cùng với những bước catwalk đầu tiên cho đêm trình diễn trực tiếp sắp đến. Lớp học với nhiều điều bất ngờ và thú vị với huấn luyện viên vui tính dí dỏm Lê Hoàng. Hôm nay, các thí sinh sẽ tiếp tục tập luyện cho nhiệm vụ nhảy Zumba, hoàn thiện các động tác để có thể sẵn sàng cho buổi trải nhiệm vụ sắp tới. Gặp lại huấn luyện viên Nam Trung với những bí quyết để có thể có một phong thái của một nữ hoàng sắc đẹp. Cùng nhìn lại sự thay đổi của các thí sinh trên chặng đường 9 live show vừa qua. Không khí Giáng sinh đang tràn ngập trong lô đài sắc đẹp, cùng với những khoảnh khắc ấm áp, cảm động khi những bí mật lần đầu tiên được chia sẻ. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho buổi trải nhiệm vụ tuần sắp đến, các thí sinh sẽ có thêm một buổi tập luyện với vũ công hướng dẫn. Ok, xin chào mọi người. Hôm nay mình tên Bi. Mình sẽ chỉ dẫn mọi người một số động tác về bài tập hôm nay. Rồi, hôm nay mình bắt đầu vô tập và khởi động. Rồi, ok, mình khởi động trước ha. Rồi, cổ tay trước. Rồi, cổ chân luôn. Rồi, xong mình dang chân ra, chống nặng, quay đầu. Đối với Khuê, mỗi khi được nhảy, được hòa mình cùng với âm nhạc cũng như các động tác, các vũ điệu thì Khuê luôn cảm thấy tinh thần rất là sảng khoái và quên hết tất cả mọi căng thẳng. Cho nên có thể nói đối với các nhiệm vụ cũng như các thử thách liên quan đến âm nhạc cũng như nhảy múa đều là một trong những thử thách cũng như những nhiệm vụ mà Khuê thích nhất. Rồi, cúi người xuống luôn. Rồi, thôi. Rồi, mình vô bài tập luôn ha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ vỗ tay. 1, 2. 1, 2 trên đây. 3, 4 ở dưới. 2 đi. 1, 2, 3, 4. Còn cái chân của mình là chân phải trước. 1, 2, 3, 4 lùi về. Này có cái hông nha. Để cái hông ra nè. Đúng rồi, 2 đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, giờ mình kết hợp với tay ha, được chưa? 5, 6, 7 đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, nó có ba tiếng bùm 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 bùm. Ok, 2 đi, bùm bùm bùm. Sống người, đúng rồi, sống người ha. Đối với mình là cái phần bài nhảy Zumba á, mình gặp khó khăn trong cái vấn đề khi mà mình uống gần người là mình hơi cứng trong phần đó. Rồi bên trái luôn, bùm bùm bùm, sống tiếp, đúng rồi. Nhớ mình đi sống là từ dưới trên nè, đi xuống. Đúng rồi, không có đi ngược lại nha. Sống xuống á. Rồi dằn một dáng tự do. Dằn dáng tự do, dằn dáng nào mà nữ tính hay là gì cũng được ha. Rồi tự tin lên chút. Được chưa? Rồi lần nữa là mình bước chân phải qua. 1, 2 là người quay qua đây. Nhúng 3, nhúng 4. 5, 6, 7 lướt nè. 1, 2, nhúng 3, nhúng 4. 5, 6, nhúng 7, nhúng 8, đúng rồi. Khuê may mắn hơn các bạn là Khuê đã có một quá trình đã từng học qua khiêu vũ. Cho nên từ khiêu vũ mà chuyển qua nhảy hiện đại hay hip hop thì nó cũng sẽ có cái gì đó nó dễ dàng hơn so với các bạn khác. Những bạn còn lại thì chưa từng thử qua. Cho nên việc các bạn gặp khó khăn khi mà nhảy cũng như bắt cái động tác đó là điều không thể tránh khỏi. Rồi, tiếp đến đây. Rồi, cái này mình đi hai một tay cùng lúc.
bùm là cái tay nó nắm xuống vậy nè. Nắm xuống ha. Nhớ là không để như vậy, nắm vậy, giật 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 giật. Hai đi, một hai ba tà bốn năm sáu bảy tà tám cái người nè. Một hai. So với những động tác mà hôm trước anh DJ chỉ dẫn thì có lẽ là do để phù hợp hơn với tất cả mọi người, cho nên là có một số thay đổi và những động tác ấy nó đã dễ hơn rất là nhiều, và nó là dạng như những động tác mà tất cả mọi người đều có thể làm được. Động tác thì cũng không khó lắm, nhưng mà quan trọng là phải có sự đồng đều giữa nhiều người với nhau thì nó mới ra một bài nhảy thật là đẹp. Rồi giờ mình có 10 người đúng không? 12 người. Rồi bây giờ mình nhảy cái này xong. Cái này xong luôn. Thấy rồi. Rồi cái này xong luôn. Rồi mọi người bắt tay nhau chạy vòng tròn. Hai người một cặp. Chạy tung tăng chạy gì nữa. Rồi chạy tung tăng lên được. Mình có 4 lần 8. Cho nên mọi người. Mọi người nghe nè. Chạy 2 lần 8. 2 lần 8 xong. Rồi buông tay ra, bắt cặp với người khác gần nhất chứ mình. Thôi là làm thử nha. Thì làm thử nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. 5, 6, 7, đổi cặp. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 2, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Nói chung là mình không nhất thiết phải cặp đoạn ai hết. Tới người nào gần mình nhất là ok ha. Tuyền và mọi người cũng đã quen hơn với nhạc và động tác thì tất cả mọi người đều thuộc. Nhưng mà cũng có một chút khó khăn là về cái bắt nhịp thì chưa có đồng đều lắm. Nhưng mà mọi người đã tự động viên nhau là sẽ cố gắng và sẽ tập luyện nhiều hơn để có thể hoàn thành tốt cái trả thử thách của tuần này. Và xong mọi người chỉ chạy một lần 8 4 nhịp thôi. 4 nhịp ra đội hình ha, ra tự do luôn, ra đội hình tự do. Xong thì cứ người nào đứng bên cái này ha, thì người đó sẽ nhảy ra phiêu trước. Phiêu tự do, mình muốn nhảy gì mình nhảy. Ngồi lại lần nữa. 5, 6, 7, chỉ 1, 2, nhảy ra đi. Sao mày nhảy vậy? Ê, đó là không, có một người một thôi. Ai ha, ngồi lại lần nữa ha. Nói chung là mình sẽ ra một người bất ngờ chứ không phải là sắm như mình sắm ha. Rồi lần nữa, 5, 6, 7, ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gọi người 2, 2, 3, 4. Tất nhiên là về các động tác cũng như là về những di chuyển thì mình vẫn chưa thể nào bằng những người mà nhảy chuyên nghiệp rồi. Nhưng mà mình nghĩ so với bản thân của mình thì nó cũng là khá tốt rồi. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa? Rồi xong, 7, 8 mọi người chạy cái động tác này. Chân phải chạy trước, được chưa? Chạy vòng tròn, chạy những người nào đứng đây là bọc ra ngoài, thậm nghĩ vòng cung luôn á. Đó. Chơi chạy vòng tròn ha. Rồi. Chạy 4 lần 8. Nói chung là chạy lặn xạ trước xong rồi bắt đầu phải vô vòng tròn xong, quay mặt ra ngoài hết lắc. 1 2 3 4. Đúng rồi, thoải mái rồi. 8 2 2 3 4 5 6 7 8 ok. Ngay từ lúc đầu thì Thanh Nhàn những tưởng là cái bài tập này rất là kinh khủng và bất khả thi nhất từ trước tới giờ, nhưng mà khi mà được tập luyện với huấn luyện viên và được làm quen với các điệu nhảy trong một khoảng thời gian nhất định thì Nhàn cảm thấy là bài tập này mình có thể tiếp thu rất là tốt. Mọi người muốn đánh cái này là mọi người phải dùng cái dài của mình nhiều lên chút. Ha, cái dài ha. Dài không có phải vậy nha, không phải vậy nha. Dài là đánh lên đánh xuống vậy chứ không phải vậy. Thấy chưa? Trước ha. Rồi lại lần nữa nha. Tôi nghĩ rằng đến giờ phút này thì Khoa cũng như tất cả các bạn đều đã sẵn sàng và cảm thấy vô cùng hào hứng với nhiệm vụ lần này. Mình nghĩ là tất cả các cô gái sẽ hoàn thành rất là tốt ở phần thử thách này. Hy vọng là sẽ mang đến một tiết mục thật là vui và sẽ gây hào hứng cho tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn hôm nay mọi người đã hợp tác và nhớ bài tốt và mong mọi người sẽ có những điều nhảy thật đẹp. Okay. Rồi, yeah.
với chủ đề tuần làm thế nào để trở thành nữ hoàng sắc đẹp. Trong tiết học hôm nay, huấn luyện viên Nam Trung sẽ tổng kết những bí quyết căn bản và đưa ra những lời khuyên thiết thực về phong cách cho từng thí sinh để mỗi người biết cách hạn chế điểm yếu và phát huy hết lợi thế của mình cho đêm chung kết. Hôm nay là tự họa hay ai họa cho mình? Ngồi xuống đi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm tổng kết toàn bộ những cái gì mà từ đầu đến bây giờ chúng ta đã có này. Chúng ta đã làm được gì này? Thế nào là phù hợp và thế nào là không phù hợp này? Việc đầu tiên thì anh cảm thấy phần make up ngày hôm nay khá là ổn. Anh ơi, kể từ ngày anh dạy cho tụi em làm cái cục đó ra là đều cái nền hơn. Vậy là công của anh phải không? Chứ không phải công của tụi em đúng không? Anh chỉ là người hướng dẫn thôi. Còn nếu làm được hay không như thế nào là việc của tụi em. Còn anh vui nhất thì đặc biệt là em. Hôm nay anh nhìn thấy da rẻ mọi thứ rất là mịn màng, không bóng, không loang lổ là anh cảm thấy anh rất là thích rồi nè. Tiền cảm thấy rất là vui bởi vì những sự cố gắng của Tiền ít ra là đã được anh em Trung nhận thấy. Mỗi tội hôm nay Dana nhìn có vẻ hơi trễ nải quá hay sao á. Mọi thứ nó không được chỉnh chu cho lắm, từ cái lông mày này. Em có vội trong cái công việc mà em sửa soạn cho mình không? Có đúng không? Cho nên là anh nhìn thấy cái lông mày nó không có ổn với cái kẻ. Mọi thứ nhìn thấy dễ lắm em ạ. Và đặc biệt nếu như bây giờ mà chúng ta có một cái cộng đồng gọi là cộng đồng mạng thì họ soi nhanh lắm. Được nghe những cái đóng góp của anh Trung thì Na tự rút ra cho mình những cách để mà có thể trang điểm sao cho phù hợp và chỉnh chu nhất. Cái này nghe thì tưởng là chúng ta đi hơi xa so với những gì chúng ta muốn nói, nhưng mà chúng ta phải hiểu để chúng ta biết cách chuẩn bị cho chính mình. Phải chỉnh chu trong từng ly từng tí một khi xuất hiện ở bất kỳ trong một việc nào, trong một sự kiện nào. Khi hình ảnh của mình xuất hiện, mình luôn luôn phải chỉnh chu nhất. Nhiều khi mình là hoa hậu, mình là người đại diện cho nhan sắc, mình đại diện cho sắc đẹp, mình lại còn bị đánh giá nhiều hơn. Chúng ta được chọn, được trao cho một danh xưng, được trao cho một danh hiệu. Và công việc của các em là làm đẹp cho cuộc đời. Còn chắc chắn khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì dư luận mà, và lại cộng thêm một cái cộng đồng như thế nữa thì nó sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm. Cho nên mọi thứ chỉnh chu, ngăn nắp, hoàn thiện. Chứ còn hoàn hảo thì chả có ai hoàn hảo đâu, đúng không? Thế nhưng nếu như mà mình tự nhiên mình khoác lên người mình một cái áo choàng hoa hậu, mình đội lên đầu mình một cái vương miện, tự nhiên mọi thứ nó sẽ đến với mình một cách vô cùng tự nhiên. Như hiện tại Vân chẳng hạn, đấy, tóc như thế kia, mọi thứ không được chỉnh chu như thế kia. Nhưng mà ở một khía cạnh nào đấy, chúng ta là những người sống xung quanh, chúng ta thấy cô ấy xứng đáng. Và bây giờ ban tổ chức chọn đội lên đầu cô ấy cái vương miện, chứ không phải là Vân được chọn. Và rồi tự nhiên đảm bảo sau đấy một cô gái cũng đã cảm xúc cũng đã thăng trầm, và rồi phải bị hưởng rất là nhiều những cái lời ong tiếng ve từ những câu chuyện không có mà cũng thành có. Cảm giác đầu tiên nghe như vậy thì cũng rất là buồn. Bởi vì tham gia một cuộc thi thì ai cũng mong ngôi vị cao nhất thuộc về mình. Nhưng khi nhìn lại bản thân mình với những lời nhận xét của anh Nam Trung đánh giá thì mình nghĩ trường hợp đó rất có thể xảy ra. Nếu như muốn trở thành một hoa hậu, một đại diện của nhan sắc thì việc đầu tiên phải chấp nhận tất cả. Phải hiểu rằng là cái lòng tốt cho đi, đừng bao giờ mong lấy lại. Chuẩn bị tâm lý thật tốt để luôn luôn giữ thăng bằng cho mình trước tất cả mọi việc, để luôn luôn tỏa sáng, tự tin, cười và bỏ qua, để có thể nhân ái, nhân hậu và nhìn đời một cách nó bao dung hơn. Cái sự trắc ẩn của con người bây giờ là cần thiết lắm. Nó cần thiết hơn là lông mày vẽ đúng hay sai, đúng không nào? Nó cần thiết hơn là bộ trang phục có vừa vặn hay không, đường kim mũi chỉ có đẹp hay không. Thì anh mong là cho dù như thế nào đi chăng nữa thì về sau chúng ta cũng sẽ có từng này gương mặt thể hiện cái sự nhân ái trong từng nụ cười, trong từng ánh mắt và trong từng cái ứng xử. Anh muốn tụi em mang đến cho những người nhìn thấy tụi em, những người ngắm nhìn tụi em cảm giác hạnh phúc.
Điều mình nhớ nhất trong lớp học đó chính là khi mà anh Nam Trung nhấn mạnh rằng cái vẻ bề ngoài chính là lớp trang điểm cho vẻ đẹp ở bên trong, chứ không phải là tạo ra một vẻ đẹp ở bên ngoài hoàn hảo, còn ở bên trong thì không có gì cả. Còn hiện tại ở trong máy tính của chúng ta thì đã có 9 cái live show. Để anh cho tụi em xem nhá. Chỉ riêng Khuê mà tất cả các bạn thí sinh còn lại đều nhận thấy rằng bản thân mình đã có rất là nhiều sự thay đổi từ những ngày đầu khi mà bước lên sân khấu cho đến tuần lễ vừa rồi gần nhất, thì hầu như mọi người ai cũng đã có cho mình một cái thần thái riêng cũng như sự tự tin, và điều đó đã giúp cho mọi người đều trở nên rất là rạng rỡ cũng như sáng trên sân khấu. Đó là điều mà Khuê rất là ngạc nhiên khi nhìn lại. Khuê cảm thấy càng ngày càng hào hứng hơn bởi vì các bạn đã ngày càng tỏa sáng và rất là phát triển. Và đó chính là một điều rất là đáng mừng. Và Khuê tin rằng vào đêm chung kết sẽ có rất là nhiều điều bất ngờ và thú vị sẽ xảy ra. Rất là mừng. Rõ ràng chính bản thân các em cũng thấy và anh cũng thấy cái cách tụi em thể hiện nó mềm mại hơn, nó tự tin hơn. Đấy là những cái mà tụi em đã có ở cái vẻ bên ngoài. Thế nhưng vui lòng làm chủ, kiểm soát cảm xúc của mình và đừng để trong giây lát, trong tích tắc tụi em bị tắt mất cái tinh thần, tụi em mất mất cái sự tự tin. Nếu như giữ được cho mình cái sự thăng bằng, Lan Khuê đã không ngích cái mặt lên như vậy. Thường, bình thường ấy, khi mà mình nghe cái gì đấy mà mình đang bị suy nghĩ mình hay như thế này, đúng không? Tất cả mọi người đều thế. Và con mắt của em đã không nhìn thấy kia. Khi mà em giữ được cái sự bình tĩnh thì ngay lập tức cơ mặt của em lúc nào nó cũng thoải mái. Thật sự nói thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà làm được thì cũng rất là khó. Cho dù là những chị đã từng có rất là nhiều kinh nghiệm, nhưng mà vẫn có những cái lúc không cân bằng được cái cảm xúc của mình, và nó đã biểu hiện rõ ra cái khuôn mặt. So tấm hình này và cái tấm hình lúc nãy, khi mà mọi thứ đã xong, khi mà tinh thần của tụi em đã thoải mái, thì tụi em khác hẳn. Cho nên việc đầu tiên anh nói là về cái cảm nhận, cái cảm giác và cái cảm xúc để làm cho mình đẹp hơn, rạng rỡ hơn, nó quan trọng hơn cái việc trang điểm, làm tóc và trang phục rất nhiều. Đồng ý không? Dạ. Khuê rất cảm ơn anh Nam Trung bởi những lời khuyên, những sự hướng dẫn của anh. Và đến ngày hôm nay khi nhìn lại những hình ảnh của mình thì Khuê cảm thấy vô cùng xúc động và cảm thấy rất là cảm ơn anh Nam Trung về điều đó. Bây giờ đi về chuyên môn hơn một chút nào. Ai nhận thấy khi mà mình được trang điểm và làm tóc như thế nào là hợp nhất? Em thấy thì khi mà em trang điểm một cách tự nhiên và nhẹ nhàng thì em sẽ đẹp nhất ạ. Dạ, tóc thì em nghĩ là nó phải cũng nhẹ nhàng thôi, kiểu như là tóc dài thẳng xuống hoặc là tóc uốn ngoan tự nhiên thì nó sẽ tạo cho cái gương mặt của em nó sẽ che đi cái phần bên hai bên nó hơi to, nó sẽ làm cho cái mặt thanh hơn và nhìn nó dễ, cái kiểu như là nó nhẹ nhàng hơn. Lan Khuê, em thì khi mà em còn tóc cao thì nhìn em sẽ cá tính và rất là năng động, và khi để tóc xõa thì nhìn nó sẽ mềm mại và nhẹ nhàng hơn. Còn về trang điểm thì nếu không đánh khói thì gương mặt của em nhìn nó sẽ nhẹ nhàng và tự nhiên. Vâng. Đối với em thì em thấy phù hợp nhất đó chính là những kiểu tóc với lại tông trang điểm mà nhẹ nhàng, nữ tính, dịu dàng, bánh bèo.
Khó khăn, khó khăn. Tất cả trang điểm như bánh bèo, nghĩa là làm mặt xong rồi rắc hành, rắc tóc hố hồ lên. Dạ, những tông make up khác thì em cũng làm được. Nhưng mà có một cái em không hợp, đó chính là cá tính. Buổi chia sẻ ngày hôm nay khá là thú vị, tại vì anh đã chỉ ra cho từng người là có những khuyết điểm gì, rồi nên khắc phục như thế nào, và lý do tại sao mà khi mà trên sân khấu mọi người vẫn chưa thực sự tỏa sáng. Đối với Quyên thì ngay từ ngày đầu tiên, tất cả những cái cử động, những cái phong thái, những cái tác phong của em nó rất là người mẫu. Ví dụ em không bao giờ em nhìn một cách bình thường, thư giãn, thả lỏng, lúc nào em cũng đúng không nào? Em bị gồng cứng trong một cái form quá và em mất đi cái sự mềm mại của một người phụ nữ bình thường. Đấy là cái điều mà hiện tại em đã có, em đã làm được. Nhưng mà cái mà em cần hơn và hiện tại em cũng đang làm khá tốt là gì? Em đang giữ được cái tinh thần nó rất là cân bằng. Mặc dù ở bên trong nó là cái gì chăng nữa thì anh vẫn thấy mọi sự nó tươi tắn. Mình cảm thấy rất là vui vì những cái nỗ lực của mình qua thời gian vừa rồi thì đã có được thành quả như mình mong muốn. Em, anh cần một cái sự tiết chế đi. Một là nhấn hẳn lên để cho tất cả mọi thứ, tại vì em có một cái khuôn mặt cắt nét nó vừa phải, một cái khuôn mặt mà theo như kinh nghiệm của anh gọi là cái mặt để trang điểm. Thế nhưng một là em làm đơn giản như thế này thôi, tôn cái miệng cười của mình lên, anh rất là thích trang điểm ngày hôm nay. Hai là em làm rõ ràng rành mạch giống như cô pha la. Mình cũng khá là thích thú bởi vì có thể là rất là dễ dàng cho mình trong việc mình có thể trang điểm nhẹ nhàng hàng ngày, cũng như là có thể trang điểm đậm khi mà trình diễn một cái dim day show hay là dự một cái buổi tiệc nào đó. Đấy, anh cũng vẫn phải nói đi nói lại là có những cái người nó cứ để lại ấn tượng trong đầu mình hoài và không bao giờ mình quên được. Mỗi một lần mình nói sắc đẹp là mình nhớ tới ngay cái vẻ đẹp đấy. Khi mà nói đến hoa hậu dạng người khuôn miệng đẹp nhất thì anh lại nhớ ngay tới hoa hậu năm 94 Thu Thủy. Miệng của Thủy lúc nào cũng cười, để không nó cũng cười. Em đang cười. Thủy này cười thì mắt nó cứ đi đâu ấy. Miệng ở đây mà mắt ở đâu ấy. Nhặt mắt để mà nè. Mọi người có nhận thấy là đối với Thủy, khi mà Thủy cười, miệng thì vẫn cười mà mắt thì vẫn ra đằng mắt không? Đồng ý không nữa nào? Có bao giờ em để ý thấy celebrity nước ngoài á, những người nổi tiếng nước ngoài lúc nào người ta cũng người ta chụp hình không? À, chứ không bao giờ mà giống như mình ấy. Lúc nào người ta cũng phải giữ. Đó, em lại cần phải tập làm sao để có được cái thần thái đó. Một khuôn mắt, một đôi mắt sáng, rạng ngời. Nhưng mà nếu mà quá nhá thì nó lại thành như này đấy nhá. Hiểu không? Nhưng mà nó cứ phải sáng. Và em phải dùng cái phần trang điểm cho cái phần mắt của mình. Ví dụ như là ở một cái mắt nước này, hay là một hàng lông mi được trải, nó không bao giờ được bỏ cái đường kẻ mắt nhá. Thì lúc đấy nó sẽ có chiều sâu hơn. Vâng ạ. Mình thì cũng có những khuyết điểm và đã được anh chỉ ra, thì bây giờ đang cần phải tập luyện để có thể sửa đổi những khuyết điểm đó. Hy vọng là trong đêm live show tiếp theo sẽ không làm anh Trung thất vọng. Còn bây giờ tiếp tục đến cô gái kia. Cho anh biết tại sao mà em luôn luôn trong tình trạng như vậy? Thực thì tóc em khá là khô và sơ rối, nên sáng nào em cũng phải kẹp cho nó thẳng. Và điều đặc biệt của em là tóc con khá là nhiều, nên thường ngày em cũng muốn cột tóc lên, nhưng tóc cứ lượm chủng và phải dùng kẹp rất là nhiều. Nên có những sản phẩm mà vuốt để cho nó nằm xuống mà. Đấy, đứng lên đây nào. Em đứng lên, đứng lên, ra đây một tí. Rồi, đứng đấy thôi được rồi. Nào. Nếu như cái đầm gen như vậy, đúng không? Cộng thêm cái lấp lánh như vậy. Và bây giờ lại nói là tóc ngắn, tóc con, tóc bị khô không đẹp. Tại sao em không búi cao nó lên? Thử xem nào. À, em cứ giấu nó đi thôi, đúng không? Nó chỉ cần nó gọn gàng vào một cái mái bình thường thì tự nhiên nhìn cái đầm này và nhìn cái mọi thứ nó khác hẳn, nó chỉnh chu hẳn. Phải luôn luôn phải nhớ nhá,
nếu như cái tóc ngày hôm đấy có vấn đề, không thể làm được kiểu khác, chỉ có thể để được kiểu này, thì chọn trang phục làm sao cho nó đơn giản, cho nó bình thường, cho nó đời thường, nó không phải ren, nó cũng không phải lụa, nó cũng không phải là những cái gì nó nhìn quá hoành tráng sang trọng. Thì em, việc đầu tiên muốn thay đổi về cái cách trang điểm, một cách làm đẹp của mình, em lại phải học và em lại cần phải thu thập những cái xung quanh, đúng không? Đó thực sự là một điều hoàn toàn chính xác. Bởi vì ngay bản thân mình cũng thừa nhận mình hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Đấy là cái lý do tại sao anh nói là em sẽ bị ném đá nếu như em là hoa hậu. Người ta sẽ không có hiểu cho em là cái hoàn cảnh của em nó không chưa đủ để em được giống như những cô gái đã được trải nghiệm trên sàn thời trang, và người ta được cảm nhận mọi thứ rồi. Còn em thì em vẫn thiếu cái cảm nhận đấy, cho nên là chạy nhanh lên. Khi mà em có cái cảm nhận đấy, em sẽ tự tin, em sẽ tỏa sáng. Chắc chắn là như vậy. Riêng với ai chứ riêng với Vân, anh đảm bảo là như vậy. Thông qua lời nhận xét đó, mình phải suy nghĩ về bản thân và có một cái gì đó thay đổi hoặc là bứt phá một cách nhanh nhất. Bởi vì đây là giai đoạn cuối cùng, sao cho nếu mà mình có đạt được giải cao nhất thì mình cũng khổ không hổ thẹn với bản thân và chứng minh cho họ biết rằng mình xứng đáng và mình có thể làm được. Cuối cùng anh chốt lại, ngày hôm nay việc của anh được giao là tua lại toàn bộ những cái gì mà tụi em đã trải qua trong 9 live show, nói với tụi em cái gì hợp và cái gì không hợp về trang điểm, trang phục và đầu tóc. Và đến cái cuối cùng là làm thế nào để đẹp như một nữ hoàng. Thì đến cuối cùng để anh chốt lại một câu, các em hãy tự nhìn xem trong bản thân tất cả, ai là người sẵn sàng tự tin, ai là người chưa có cái sự tự tin và sẵn sàng đấy, thì ngay lập tức tụi em sẽ nhìn thấy thế nào là vẻ đẹp cần thiết để tỏa sáng. Chứ còn thành nữ hoàng thì đấy cũng chỉ là một cái phần nhỏ thôi, chứ không thể nào là cái bên ngoài. Nói thế không được buồn, hiểu chưa? Nói thế không phải không được hoang mang, nó chỉ là cái bên ngoài mà thôi. Làm thế nào để dùng cái bên ngoài để cho người ta biết là mình tỏa sáng thôi mà, mình là sẵn sàng thôi mà, đúng không? Muốn làm nữ hoàng phải sẵn sàng. Em là muốn làm nữ hoàng. Cho em làm nữ hoàng. Em đẹp như nữ hoàng. Có không? Đúng không? Em là nữ hoàng. Hiểu không Vân? Dạ. Hiểu không? Tất cả những cái người mà cứ suốt ngày bị lo lắng chuyện này, lo lắng chuyện kia, không có cái sự chỉnh chu đấy thì tất cả mọi thứ vứt hết. Có mặc 1.000 cân váy bướm, có đội 40 cái vương miện lên trên tất cả các thể loại đầu, đầu gối, củi tay thì cũng không là hoa hậu, cũng không là nữ hoàng được đâu. Tự tin thì mới tỏa sáng, mà sáng rực rỡ có hào quang thì mới là nữ hoàng. Không bao giờ được tắt nụ cười trên môi, làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi nhìn thấy mình, hoàn thiện mình ở trong những cái kỹ năng đơn giản, biết mình cần gì, bỏ gì, bớt gì. Anh nghĩ rằng là mọi thứ thì còn rất là nhiều, các em còn một quãng đường rất là dài để hoàn thiện. Thế nhưng hãy bám theo những cái gạch đầu dòng như vậy để hoàn thiện chính mình, để tỏa sáng hơn, đúng không nào? Chúc các em thành công nha. Ngày hôm nay thì mình đã rút ra được là muốn trở thành một nữ hoàng sắc đẹp thì bạn cần phải có được một vẻ đẹp tinh tế, hài hòa, tổng thể, từ bên ngoài cho đến cá tính bên trong. Điều đặc biệt nhất đó chính là hãy luôn luôn tự tin vào bản thân mình. Trở về từ lớp học, các cô gái của lâu đài sắc đẹp không hay biết có một điều bất ngờ dễ thương đang chờ đợi họ. Khi mà bước vào nhà thì thấy ban tổ chức đã để sẵn một cây thông Noel cùng với những cái đồ vật để trang trí, thì tụi mình thật sự cảm thấy rất là bất ngờ. Ở trong lâu đài sắc đẹp thì không được nhìn thấy những cảnh Noel ở ngoài, mình cũng có một tí xíu hơi hối tiếc. Nhưng mà may mắn là ban tổ chức cũng rất là tâm lý và đã mang cái thông Noel đến cho bọn mình. Các bạn đang treo ở đâu, treo ở cửa? Bây giờ ở cái này chưa ra. Em đang nghỉ treo đây nè. Nhưng mà không có gì đâu. Nhìn vô cũng thấy. Nhưng mà đầu tiên là
trong cái khi trang trí cây thông Noel thì mình cảm thấy mình và tất cả các thí sinh còn lại là càng ngày càng gắn kết lại gần với nhau hơn, càng ngày càng có tình cảm với nhau nhiều hơn. Chị Diệu Ngọc với lại Ngọc Phi đã đến và lấy những cái băng và quấn đầy vào người mình và nói mình là cây thông Noel chứ không phải là phải trang trí cho cây thông kia. Mình cảm thấy rất là vui vì đó cũng là tình cảm của tất cả mọi người trong nhà, cho nên là mình đã để cho các bạn đã trang trí lên tay mình, nào là trái trâu rồi những cái dây quấn quanh người rồi bắt mình đứng để mình chụp hình chung. Ôi cái môi màu xanh dương luôn rồi. Có gì để quấn là áo da, áo da. Nguyên cây thông luôn rồi. Vâng, cái bên kia kìa. Dạ, vàng một cái thông nữa kìa. Vâng, bên xong thì các bạn bắt đầu cầm tay nhau nhảy múa và dành cho nhau những cái ôm, thì cảm xúc ở trong mình rất là nhiều và mình đã bắt đầu rơi nước mắt. Thật sự là mình sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác này. Chắc chắn sẽ không có dịp nào mà 12 cô gái có thể cùng với nhau mà trang trí cây thông Noel và vui đùa như vậy nữa. Mới trang trí cây thông lên xong á, bây giờ đang đợi những cái điều ước để mà ghi gắn lên cây thông để mà thiết nghĩ là ban tổ chức sẽ cân nhắc và tặng cho tụi mình. Cho nên là bây giờ chị muốn nghe điều ước của tất cả mọi người và mọi người có thể chia sẻ cho nhau những cái điều ước trong đêm Noel được không? Nhớ là điều ước nào đơn giản, giản dị thôi nha, để mà trong cái vòng có thể cân nhắc để mà tặng cho tụi em được. Em ước hả? Ừ, ước đi nè. Em thì thấy em sống... là có không khí Noel nhất rồi đó. Dạ, thì mình ở đây được hơn 2 tháng rồi. Và thật ra thì mặc dù mình hay đi ra ngoài chung, mình cũng có những hoạt động cùng với nhau, nhưng mà lúc nào mình cũng toàn là học và những cái hoạt động mà mình chưa thể hiện được cái con người của mình chưa vui chơi, mình chưa có những cái giải trí, mình chưa được là chính mình. Và em muốn trong cái đêm Giáng sinh thì cái điều ước của em đó là tất cả chị em trong nhà sẽ được phép đi ra ngoài và không phải là mặc đồng phục, không cần đeo băng rôn và nói chung là không chịu một cái sự quản lý nào gọi là quá khắt khe trong công việc, về bài tập, về nhiệm vụ, đúng không? Cả nhóm kéo ra và đi ăn uống với nhau, đi chơi với nhau, đi xem phim với nhau, tất cả mọi thứ. Đúng rồi, mà đến bộ đội là minh diện đó mà. Thì chị nghĩ vấn đề đó cũng nếu mà giả sử được chấp nhận á thì ban tổ chức sẽ sắp xếp cho tụi cháu mình nếu được. Rồi bạn nào? Vâng em. Thật sự thì điều ước của em nó cũng giống như ý đi anh Nga vừa nói. Thì em rất là thích cái ngày Giáng sinh. Em hy vọng là nếu như có thể không cần ngay Giáng sinh đâu, nhưng mà trước Giáng sinh cũng được. Tất cả bọn mình có thể đi ví dụ như vòng vòng những cái khu trung tâm, người ta trang trí cực kỳ đẹp rồi tụi mình tới đó chụp hình với nhau để giữ làm kỷ niệm, tại vì có các bạn đến từ các vùng miền khác nhau. Nên là chị nghĩ chắc là sẽ không bao giờ có cái dịp mà tập hợp đầy đủ 12 người như vậy nữa. Khó lắm. Rồi còn ai nữa Duyên? Trời, đứng nói về Cần Thơ liền. Này em muốn ước một điều ước mà có thể là đó mọi người rất là nhỏ nhưng mà đó với em rất là lớn, là trong cái đêm chung kết thì mai em sẽ vào xem em diễn. Em sẽ gặp được bạn, tại vì lâu lắm mà em muốn gặp được bạn. Ba Duyên thì hiện tại
lại không có ở gần gia đình và ba Duyên đi làm xa. Đến nay là gần 2 năm rồi và trong 2 năm đó thì ba chỉ về đúng một lần thôi. Chị nghĩ rằng là chị chắc chắn là nếu mà trong đêm chung kết tụi mình thì ba em sẽ có tham gia. Điều ước của em chắc chắn thành hiện thực. Rồi, giống như nhà Noel vậy đó. Không, người ban tổ chức. Không, với lại là chỉ có em không gặp ba thôi, chứ ba thì gặp em mỗi ngày. Còn ai nữa ta? Khuê Ngọc. Còn chị Ngọc. Ừ, Ngọc. Chị Ngọc. Thật ra Giáng sinh với em thì cũng như mọi năm thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà năm nay thì có một điều đặc biệt hơn. Thường em có một đứa bạn thân, vừa rồi mẹ em có vào thì cũng có nói là 26 này nó bay sang Mỹ để đi du học. Thì nó cũng không có thông báo gì với em hết. Còn em cũng không hề biết cái chuyện đó. Cho nên là nhân dịp này thì em cũng muốn tổ chức cho em có thể gọi về cho nó. Để 26 này nó bay sang Mỹ để em còn kịp mà nghe giọng hay sao đó. Vậy thôi. Khi mà mình trở về thì có lẽ bạn đã bay sang nước ngoài rồi. Cho nên thật sự lúc đó mình cũng chỉ nghĩ là sẽ mong muốn một cuộc điện thoại để mình có thể gọi về và gửi những cái lời chúc của mình, chúc cho bạn giữ gìn sức khỏe và nói chuyện với bạn chỉ một phút thôi, nhưng mà nó sẽ rất là ý nghĩa đối với mình. Vâng. Ước gì nói đi. Ước gì? Mỗi lần đến dịp Giáng sinh thì mình có các điều ước khá là trẻ con và luôn mong ông già Noel thảo món quà nào đó xuống khỏi cho mình. Em cũng muốn có điều ước, mặc dù nhà mình không có ông khỏi để ông già Noel thả quà xuống. Nhưng em cũng ước định ngay đó ông già Noel sẽ cho em một cái điện thoại và trong đó có sim, có đủ pin và có đủ tiền để em muốn gọi ra trong vòng 5 phút hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Bởi vì bệnh của mẹ em tái phát lại. Căn bệnh của mẹ mình đã chuyển sang đó là ung thư. Và mẹ mình phải múc một con mắt và cắt hết nửa lỗ mũi để có thể chữa được mình. Mình thực sự rất là lo bởi vì gia đình mình hầu hết đã kết hôn và cả anh trai đã đi làm xa, chỉ còn một mình là con gái. Với các lần nhập viện trước thì mình luôn là người kề bên và chăm sóc mẹ những lúc ốm đau. Những lần này đi xa, mình không thể về cũng như không thể hỏi điện thì mình cảm giác rất là buồn và có gì đó cảm giác mình đang có lỗi với mẹ. Thật sự chị nghĩ cái điều ước đó của em á không phải là bất khả thi đâu nha, cho nên yên tâm đi em. Chị nghĩ là điều ước của em sẽ thành sự thật á. Chắc chắn sẽ thành sự thật. Chị là bà già Noel đây, chị quyết định diệt cục cưng sao cục đóng dấu. Mình rất hạnh phúc khi được sự chia sẻ của nhiều người. Chắc có lẽ sau khi kết thúc chương trình này thì việc đầu tiên mình làm là bay thẳng về nhà và đi để chăm sóc mẹ. Điều ước của em là từ nhỏ tới lớn chỉ có một điều ước mà chắc chắn là không ai thực hiện được, cho nên ước cái khác vậy. Thôi em sẽ để tới đêm Noel em sẽ viết thư riêng cho ông già Noel. Em sẽ thả bong bóng ba cho ông, năm nào em cũng thả hết, nhưng mà chắc chắn là điều ước của em không thành hiện thực. Thực ra thì ba mẹ em đã ly dị với nhau và em gái em cũng phải một người ở với cha, một người ở với mẹ. Cho dù là em ở với ai hay là ở đâu thì trong đầu em luôn tồn tại những cái ký ức về cái căn nhà tuy rất là nghèo, nhưng mà trong cái nghèo đó em tìm được cái sự hạnh phúc thật sự mà từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ tìm lại được cái hạnh phúc đó. Và em muốn là mình sẽ được trở về cái khoảng thời gian đó, nhưng mà chắc chắn là không được rồi, bởi vì trên đời này không có cỗ máy thời gian, cũng giống như là không có ông già Noel thật sự đâu. Chị là bà già Noel đây. Ông già đấy. Cho nên hôm nay em có 12 phút để thực hiện 4 cuộc gọi.
gọi lắm đến thăm. Cho bốn người. Ai? Em không tiết lộ đâu. Vũ Thị Ngọc. Chắc chắn là có Vũ Thị Ngọc là một. Mẹ em. Mà. Rồi mẹ chị ký cho em. Mẹ Thị Dân. Ba. Lại Thanh Hương. Thế là đủ bốn người rồi đúng không? Ba. Thị Ngọc. Vũ Thị Ngọc mà. Thấy chưa em? Thế thì thật sự em còn muốn gọi nữa nhưng mà bốn cái được. Chắc giờ nên em không cho em tới 15 phút đâu. 15 phút là hơi lố. Tại vì mỗi cuộc gọi 2 phút sẽ thực hiện 3 phút nhưng mình giờ em lỡ ước 12 phút thì em sẽ rút ngắn cuộc gọi lại. Alo chị Ngọc hả? Alo chị Ngọc hả? Em tiên nè. Rồi cấp. Không, 30 giây vẫn có thể. Alo. Chúc chị Vũ Thị Ngọc Giáng sinh vui vẻ, tắt máy. Alo, chúc mẹ Giáng sinh vui vẻ, tắt máy. Alo. Thế bây giờ nhá, ban tổ chức cho hai lựa chọn. Một là Thị Vân và Thanh Tuyền sẽ được gọi điện về nhà. Và tất cả các bạn còn lại sẽ không còn điều ước nào hết. Hai là tất cả mọi người sẽ được đi chơi bên ngoài, Giáng sinh bên ngoài và đi xem phim các kiểu. Không ai được gọi điện. Và không ai được gọi điện hết. Cho hai bạn nào gọi điện. Em nghĩ rằng là để cho Vân gọi điện về cho mẹ. Chị nghĩ là Tuyền và Vân đều có những cái nỗi niềm cần tâm sự với gia đình. Thôi la lên chị đưa điện thoại cho. Với lại là chị thấy trong này cái gì thiếu thốn nhất thì chắc là chị nghĩ cái điện thoại á. Đúng rồi. Điện thoại là bất có chị. Điện thoại là cái đề tài mà luôn luôn nhắc tới. Nhắc tới luôn. Nằm mơ mà thấy bị la là ăn cắp điện thoại. Thế thì điều ước Giáng sinh của em là nhà mình sẽ có một cái điện thoại đầy ắp tiền và cho mỗi người gọi xả láng đến khi nào mà gọi chán thôi. Đấy, sẽ đủ với hai người gọi xả láng thôi. Đấy. Thôi tham nhưng mà thôi kệ cũng cho. Mình rất là chia sẻ với Văn Thị Vân các điều ước khác có thể không thực hiện cũng được, nhưng riêng với Vân thì mình thật sự mong ban tổ chức có thể tạo điều kiện cho Vân có thể gọi điện hỏi thăm mẹ để cho Vân cảm thấy ấm lòng hơn và có một tinh thần thật tốt để chuẩn bị cho đêm chung kết. Nãy giờ nói mà Quen ngồi nghe con mà Quen không nói gì hết trơn. Rồi điều ước cuối cùng của Quen. Nói gì thực tế đi Quen. Ban đầu thì Quen nghĩ là Quen sẽ ước riêng cho cá nhân mình. Quen ước sẽ đêm Giáng sinh sẽ được nhận một đôi giày cao, thì là cao màu đỏ tươi, thì là đỏ tươi. Nhưng mà sau khi nghe điều ước của Văn Thị Vân thì Quen nghĩ là Quen sẽ ước cho Văn Thị Vân có được cái ước muốn của mình. Tại vì trước đến giờ khi mà những cái tuần mà nhường cuộc gọi á, thì tất cả mọi người đều nhường cho Vân nhưng mà Vân không có muốn gọi. Thì đây là lần đầu tiên mà Quê thấy Vân rớt nước mắt và muốn gọi về cho mẹ thực sự. Và Quê sẽ ước cho Vân thực hiện được ước mơ của mình. Vậy thôi, mình sẽ chuẩn bị tinh thần để đón một Noel và một live show sắp tới. Nhỉ ha? Sau, các thí sinh sẽ tranh thủ mọi khoảng thời gian trống, nỗ lực luyện tập cho bài nhảy Zumba để có thể hoàn thành nhiệm vụ tuần một cách tốt nhất. Lớp học với nhà thiết kế Trương Thanh Long về sự lựa chọn phong cách cho từng sự kiện khác nhau và các lỗi trang phục cần phải tránh. Học hỏi những bí quyết quý báu để có thể trở thành nữ hoàng sắc đẹp trong từng bước đi với huấn luyện viên Rene Arambolo đến từ Philippines. Bữa tiệc cảm ơn đầy bất ngờ nhưng cũng vô cùng ấm áp với những nhân vật quen thuộc của lâu đài sắc đẹp. Chỉ còn 15 ngày nữa, những gương mặt xuất sắc nhất sẽ được lộ diện. Chặng đua cho vị trí cao nhất đã bước vào những giai đoạn cuối cùng. Công tác chuẩn bị cho đêm chung kết vẫn đang được tiến hành. Thí sinh nào sẽ giành được giải thưởng cho quán quân của Học hội áo dài Việt Nam trị giá 1 tỷ 100 triệu đồng? Trong đó bao gồm quyền đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World, Hoa hậu Thế giới và 100 triệu đồng tiền mặt. Cùng với đó là một chiếc vương miện cao quý trị giá 1 tỷ đồng. Giải thưởng cho Á hậu 1 với tổng trị giá 550 triệu đồng. Trong đó bao gồm quyền đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss International, Hoa hậu quốc tế và 50 triệu đồng tiền mặt. Giải thưởng cho Á hậu 2 với tổng trị giá lên tới 530 triệu đồng. Trong đó bao gồm quyền đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Supranational, Hoa hậu siêu quốc gia và 30 triệu đồng tiền mặt. Vương miện danh giá của Hoa hậu Thế giới 2014 đã tìm được chủ nhân. Người đẹp Nguyễn Thị Loan đã một lần nữa đem về niềm tự hào cho nhan sắc Việt Nam.
Và năm nay, ai sẽ là đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc danh giá nhất thế giới? Câu trả lời sẽ có trong đêm chung kết của Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014, đường tới Vương miện Hoa hậu thế giới, trực tiếp lúc 21 giờ thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2015 trên kênh VTV3 và VTV6.